Xin chào tất cả các bạn nha. Video này sẽ thích hợp cho những bạn nào mà lấy về tập chơi liền luôn các bạn, có lập để chơi luôn. Thì con này là cái con mã 99. Trên kênh của mình có giọng gáy và nước gù. Bảo hành nước gù rất là tốt. Đó, mình bảo hành nha các bạn, mình bảo hành nước gù rất là tốt. Rước rất là mạnh, khi chim về nhập tàng rước rất là tốt luôn các bạn. Đó. Lúc rước nó nhiều lắm nha, chứ không phải rước một hai nhịp đâu. Con này giọng đồng nhưng mà gù giọng son, rất là hợp bổi nha. Thì mình lên nguyên bộ như thế này luôn nè các bạn, cho bạn về là tập chơi luôn, có lập chơi luôn. Cả bộ như thế này và con chim là cái lập này là lập mới nha các bạn, lập mới. Lập mới nha, mới sơn chưa có tróc, mới len keng, mới mới lấy về đấy. Xong rồi nhốt con chim này vô thôi, tầm khoảng nửa tháng thôi các lập thì lấy nửa tháng nhưng mà mới nhốt con chim này chưa tới 10 ngày đã gáy gù ok hết rồi nha các bạn. Cả bộ như thế này 3 triệu nha các bạn, là cả lập luôn. Đó. Có nhiều lúc mình quay cái video các bạn hỏi bán con chim, các bạn hỏi là có kèm theo cái lập không, lập này nó nhiều cái loại, có loại cao tiền có loại rẻ tiền đó, nên là mình chỉ bán chim chứ không có bán lập. Còn cái video này là mình bán chia cho các bạn lại để cho các bạn có bạn chơi, vừa có chim chơi mà vừa có lập chơi, vừa sách tập chơi ok đó. Thì 3 triệu nó một bộ như thế này là gồm một con chim và một cái lập. Chim này thì về tập chơi luôn nha, chứ không phải chim bổi nha. Chim này đã nuôi hơn 2 năm lòng rồi các bạn. Con này là con mã 99 đó. Mã 99 nha. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái lập này trước, rồi mình sẽ nói về con chim. Cái lập này nó là lập và form nó 26 nha các bạn. Cái móc thì inox trụ lưỡng kim, qua trụ ti đồng, trụ ti đồng các bạn. Đấy, lập này thì có rất là nhiều người đang chơi đang sử dụng, mình thấy rất là nhiều bạn đang sử dụng lập này nha. Nó thứ nhất là nó gọn gàng và nó dễ bắt bổi. Thứ nhất là dễ bắt bổi là vì cái lá và cái form lập nó cũng thuận tiện cho chim, nó dễ nhảy bổi. Đó. Tuy là nó không có được xịn vài triệu nhưng mà nó cũng đủ để cho các bạn chơi ok rồi. Mình cũng đang sử dụng lập này rất là nhiều nha. Thì tiếp theo mình sẽ nói về con chim này. Như nãy mình cũng đã có nói là cái con chim này là mã 99, đồng một hậu, mà gù thì gù giọng son, rất là hợp bổi nha các bạn. Con này thì nước rước rất gần rất là tốt, khi chim về mà con chim này nó thấy nó sẽ gù liên tục, đổ gù liên tục và nước gù con này rất là cứng. Tướng chim thì không không có to chim mà nó vừa chim nha các bạn, chim miền Trung mình nó vừa chim. Đó. Thì nó là bổ nổi lên, mình đã cho đứng lập chơi ok ok hết rồi, nó chỉ về các bạn quen nhà quen cửa nữa là xách đi tập đi chơi thôi. Giá rất là hợp lý cho các bạn. Đấy, thì bạn nào muốn về chơi liền khỏi phải mua bổi để gầy lên thì chọn con này, nó sẽ thích hợp với một số bạn. 3 triệu là nguyên bộ và 3 triệu ở đây là mình báo giá tiền chim và cái lập, không có báo giá tiền cước xe. Cái tiền cước xe đó 1-200 gì đó các bạn tự gửi cho nhà xe nha các bạn. Chim mình, tất cả chim của mình là đều không có bao ship, không có bao cước gì hết, tại vì cước xe mỗi bạn nó mỗi vùng mình. Ví dụ như các bạn ở xa ở gần thì các bạn liên hệ mình thì để mình báo giá cho cái tiền cước xe cho, tại vì mình là người gửi nhiều, mình đã gửi rất là nhiều mấy năm nay rồi nên là rành hết mọi khu vực đó, thì mình sẽ báo giá cước xe cho các bạn 1-200 gì đó tùy theo các bạn ở xa ở gần. Rồi thì đó, các bạn có xem lại nước chơi con này thì quay lại clip 99, mã số 99 nha các bạn. Rồi mình cũng xin
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua rất là nhiều nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.